vì sao Trần Tuấn Anh vẫn ngạo nghễ tự sướng liệu có khả năng sẽ thoát truy tố hay không. Ủy ban kiểm tra Trung ương trong kỳ họp lần thứ 34 vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật với ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Có đồn đoán cho rằng việc Trần Tuấn Anh bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Dư luận bất ngờ khi thấy vào ngày 9 tháng 1, ông Trần Tuấn Anh khẳng định ban kinh tế và cá nhân ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Báo Dân Chí vào ngày 9 tháng 1 đăng bản tin với tựa đề Ông Trần Tuấn Anh báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương. Bản tin cho biết Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác vào năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 vào chiều ngày 9 tháng 1. Ông Trần Tuấn Anh báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương. Ông Trần Tuấn Anh báo cáo và nhấn mạnh Ban Kinh tế Trung ương đã phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, bám sát chương trình công tác của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 tới nay. Đồng thời, ông Trần Tuấn Anh khẳng định, Ban Kinh tế và bản thân ông đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Điều đó hoàn toàn trái ngược với các thông tin lâu nay vẫn cho rằng Ban Kinh tế Trung ương chỉ là cái kho để trung chuyển các lãnh đạo chờ kỷ luật. Chuyện Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng bị điều về ban này ít lâu, sau đó thì bị khởi tố bắt giam là một ví dụ. Cho nên, chuyện hơn một nửa nhiệm kỳ đại hội 13, người ta nói rằng Trần Tuấn Anh gần như không làm việc, chỉ ngồi chơi xơi nước là điều dễ hiểu. Đó là chia kể tới việc tại các kỳ bỏ phiếu tín nhiệm nội bộ của ban chấp hành trung ương từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 cho đến nay, kết quả cho thấy Trần Tuấn Anh luôn luôn đội sổ về số phiếu tín nhiệm. Trên mạng xã hội liên quan đến việc ông Trần Tuấn Anh vẫn tiếp tục tự sướng có nhiều ý kiến bình luận khác nhau. Có ý kiến cho rằng Tuấn Anh vẫn giao giảng đạo đức cho đến phút cuối cũng giống như Nguyễn Bắc Son lúc trước thôi. Nhưng cũng có ý kiến khẳng định rằng gần đây Trần Tuấn Anh khoe với các chiến hữu thân cận rằng đã lo xong vụ này và tốn khá khá. Kèm theo đó là các ý kiến cho rằng chưa có tiền lệ bắt con của tứ trụ nên Trần Tuấn Anh có lẽ nhưng ông Trần Đức Lương mà mạnh hệ gì thì chẳng ai dám đảm bảo Trần Tuấn Anh bình an vô sự. Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh, một nhân vật đầy tai tiếng. Trong khi thời gian gần đây liên tiếp hai thứ trưởng Bộ Công Thương vốn là đàn em của Trần Tuấn Anh là Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng đều bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng về quản lý điện lực, xăng dầu. giới thảo tin tiết lộ kẻ đứng sau giật dây tập đoàn điện lực Việt Nam EVN và là tổng chỉ huy nhóm lợi ích điện lực không ai khác chính là Trần Tuấn Anh. Đó là chưa kể một dự án mà công ty tiến bộ quốc tế của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu ở Bộ Công Thương do Trần Tuấn Anh và các thuộc cấp của Bộ Công Thương gây ra. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng EVN đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền tài sản của nhà nước cho thấy đã đến lúc đảng không còn dung túng cho EVN nữa. Theo nhà báo Mai Bá Kiếm, cựu phóng viên báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh dự báo nếu ông Trần Tuấn Anh bị cách chức bí thư ban cán sự đảng bộ Bộ Công Thương 2016-2021 thì sẽ đi theo đặc biệt xe đổ của Vũ Y Hoàng là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra Trần Tuấn Anh từng gây nóng dư luận khi vào đầu năm 2019 đã điều xe công của Bộ Công Thương ra tận chân cầu thang máy bay ở sân bay nội bài Hà Nội để đón vợ theo cách thức đón lãnh đạo cấp cao. Nhưng không hiểu vì sao việc này lại rơi vào im lặng suốt từ đó đến nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh Công luận đặt câu hỏi là tại sao những sai phạm trầm trọng của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là sai phạm mang tính hệ thống trong cả nhiệm kỳ Đại hội 12 không những không bị xử lý, ngược lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đưa Trần Tuấn Anh vào danh sách nhân sự chủ chốt để cơ cấu vào bộ chính trị Đại hội 13 và giữ chức trưởng ban kinh tế của Trung ương. Trong khi nói về công tác nhân sự lấy đạo chủ chốt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì lại luôn mồm khẳng định rằng: không đưa vào ban chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội chính trị có biểu hiện tham nhũng và lợi ích nhóm. Đó là lý do vì sao đã có từng rất nhiều ý kiến đề nghị ông Tổng Bí Thư làm rõ đối với nhân sự có tên Trần Tuấn Anh. Liệu ông Tuấn Anh có đủ tiêu chuẩn để trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trưởng ban kinh tế trung ương hay không? Cũng xin được nhắc lại, theo giới thạo tin, ông Trần Tuấn Anh đã được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hết sức yêu ái bởi ông là con cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, một ân nhân người đã giúp cho ông Trọng lá phiếu mang tính quyết định để ông Trọng trở thành Tổng Bí Thư nhiệm kỳ đầu tiên tại Đại hội Đảng khóa 11 từ năm 2011 đến năm 2015. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin ngày hôm nay. Vì sao Trần Tuấn Anh vẫn ngạo nghễ tự sướng? Liệu có khả năng sẽ thoát truy tố hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề Chạy tội cho Trung Ngọc Anh quá chờ chẽn, ai là người đứng sau? Sáng ngày 8 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án Việt Á sau khi kết thúc phần xét hỏi. Hội đồng xét xử tuyên bố chuyển sang phần tranh luận và đại diện Viện Kiểm sát trong vai trò công tố đã đề nghị mức án đối với 38 bị cáo đại diện viện kiểm sát đánh giá đây là vụ tham nhũng có hệ thống với hàng loạt cán bộ tha hóa biến chất cấu kết với tư nhân để gây ra những sai phạm nhức nhối cho xã hội ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước luật sư đề nghị cho cựu bộ trưởng chu ngọc anh được hưởng án bằng thời gian tạm giảm đây là vụ án mà người dân rất quan tâm bởi tính đặc biệt nghiêm trọng cùng với sự tham gia tiếp tay của nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng Đồng thời công luận cũng đòi hỏi cần phải có những bức án cao nhất dành cho những kẻ cầm đầu. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long là một trong ba cựu Ủy viên Trung ương Đảng bị xét xử trong vụ án này từ 19 đến 20 năm tù do đã nhận hối lộ 51 tỷ đồng tương đương 2,2 triệu đô la Mỹ. Hai cựu ủy viên Trung ương Đảng còn lại là cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã nhận hối lộ 4 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ Chu Ngọc Anh bị đề nghị từ 3 đến 4 năm với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Phản ứng của dư luận xã hội ngay sau đó cho rằng ngoại trừ mức án đề nghị cho Nguyễn Thanh Long của Viện Kiểm sát còn tạm chấp nhận được, còn mức án đối với các bị cáo Phạm Xuân Thăng, Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc không tương xứng với hành vi phạm tội của họ. Vậy mà tờ báo Lao động vào ngày 9 tháng 1 đưa tin luật sư đề nghị cho cựu bộ trưởng Trung Ngọc Anh được hưởng mức án bằng thời gian tạm giảm. Bản tin cho biết sáng ngày 9 tháng 1 phiên tòa xét xử hai cựu bộ trưởng Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh và ba sáu bị can trong vụ án Việt Á tiếp tục phần tranh luận các luật sư nêu quan điểm bảo chữa cho thân chủ của mình. Theo đó, luật sư bảo chữa cho cựu Bộ trưởng Trung Quốc Anh cho rằng lỗi sai phạm của thân chủ không nguy hiểm đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi ai cũng biết, bị cáo Chu Ngọc Anh bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngoài ra trước đó, bị cáo Chu Ngọc Anh đã bị Bộ Công an khởi tố tội nhận hối lộ 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt ngay tại phòng làm việc của mình bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ bị cảnh sát áp tải vào tòa công luận thấy rằng việc bộ công an bỏ qua tội danh nhận hối lộ của ông trung ngọc anh mà chỉ coi đó là nhận quả biếu không có đòi hỏi hay tác động là làm việc thiếu công chính cộng với việc đề nghị cho cựu bộ trưởng trung ngọc anh được hưởng án bằng thời gian tạm giam của luật sư thực ra là hành động trà đạp lên luật pháp và dư luận xã hội cũng như những tội mà ông này đã gây ra cho người dân cả nước. Chắc chắn nếu không có ai đó bật đèn xanh thì luật sư của ông Chu Ngọc Anh không dám liều mạng đề nghị như thế. Chuyên trang tin nhanh chứng khoán Việt Nam, phụ bản của báo đầu tư trong bài viết các cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ dính gì để kit xét nghiệm COVID-19 ở Việt Á. Cho biết, theo giới khoa học, những thành phần chính của bộ kit xét như sinh phẩm, thành phần tham gia phản ứng vân vân Việt Nam không sản xuất được nên phải mua về để phối trộn. Cụ thể vào tháng 1 năm 2022, Tổng cục Hải quan công bố số hàng nhập khẩu của công ty Việt Á với tỷ lệ 100% hàng nhập từ Trung Quốc và nhiều nước khác từ năm 2017 tới năm 2021, bao gồm Bộ Thành phẩm Quay thử test nhanh xét nghiệm dương tính kháng nguyên virus COVID-19 và nguyên liệu hóa chất, chất thở, phụ kiện, dụng cụ, máy móc dùng trong phòng thí nghiệm nguyên vật liệu sản xuất sinh phẩm chuẩn đoán xét nghiệm với tổng kim ngạch nhập khẩu 286 tỷ đồng. Điều này cho thấy rõ ràng công ty Việt Á của Phan Quốc Việt cũng chỉ mua sinh phẩm từ nước ngoài về rồi phối trộn để thành kit xét nghiệm Covid-19. Vậy tại sao Chu Ngọc Anh lại biến kit xét nghiệm Việt Á thành kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm Made in Việt Nam để dẫn tới con số gần 19 tỷ đồng ngân sách bị trì xài mục đích? Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc không bị truy tố tội nhận hối lộ, có đúng hay không? Câu trả lời là không. Theo giới được ra tại thời điểm công ty Việt Á chuẩn bị thủ tục hồ sơ để đăng ký kinh doanh sản xuất, buôn bán kit xét nghiệm. Ông Chu Ngọc Anh là bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Phạm Công Tạc là thứ trưởng của bộ này. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm một lãnh đạo đầy tài tiếng. Tờ báo Thanh niên cho hay theo báo buộc hai bị cáo biết rõ về đề tài nghiên cứu, ký xét nghiệm thuộc quyền sở hữu của nhà nước sau khi được cấp dưới tham mưu vẫn ký các quyết định giao cho công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu với Học viện Quân y. Với chuỗi hành vi giúp sức đã nêu trên, ông Trung Ngọc Anh bị cáo tổng giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã cảm ơn 200.000 đô la tương đương 4,6 tỷ đồng. Ông Phạm Công Tặc được cảm ơn 50.000 đô la tương đương 1,1 tỷ đồng. Theo điều 354 Bộ luật hình sự vào năm 2015 sửa đổi năm 2017, quy định về mức hình phạt cho tội nhận hối lộ như sau. Khoản 4, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên. Gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên. Đừng quên đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã làm ảnh hưởng đến hàng chục triệu người dân Việt Nam, góp phần làm cho hơn 4 vạn đồng bào phải chết oan ức vì sự vô trách nhiệm của nhà nước Việt Nam trong việc xử lý đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Chạy tội cho Trung Quốc Anh quá trời chẽn, ai là người đứng sau quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo.d